này là vẫn an toàn. Trường hợp mà gương chúng ta sẽ tương ứng với vị trí vàng này, trong trường hợp mà chúng ta chạm ở phía trên thì sẽ bị va chạm. Còn lùi, chúng ta có thể lùi đánh lái theo vô lăng. Đấy, các bạn nhìn thấy đánh lái theo vô lăng. Đấy, rất rõ ràng chúng ta có lùi đánh lái vô lăng, đồng thời 360 độ thì toàn xe cũng cho ta biết là chúng ta có gần những cái va chạm nào không. Rất rõ ràng đấy. Chúng ta có thể lùi theo đánh lái vô lăng này, rất chuẩn đúng không? Chúng ta có thể tiến theo nhá. Vị trí lốp, mạch lốp nằm ở đâu thì lốp thực tế sẽ đè lên ở đấy. Ví dụ lốp ở đây thì sẽ đè lên ở đây. Rất rõ ràng. Bây giờ mình sẽ đi cho các bạn biết để chúng ta, ví dụ mình muốn tiến xi nhan ra ngoài, hoặc vị trí đi vào những vị trí góc hẹp thì chúng ta cần phải mở cam lên để xem là có bị vướng chướng ngại vật hay không. Các bạn nhìn thấy là phía trước và phía sau chúng ta đang có chướng ngại vật. Bây giờ mình sẽ quay xe cho các bạn xem. Đây là vỉa hè rất cao. Đây ví dụ chúng ta đi qua hai góc, chúng ta nhìn thấy hai cột hai bên này đúng không? Vạch lốp như thế này thì chứng tỏ là vẫn còn rất rộng để chúng ta đi được an toàn. Trường hợp mà hai cái vị trí này rất hẹp chúng ta có thể view lên. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái cột này, chúng ta có thể đi qua được hai cái cột này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cột này. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cột hai bên này. Quay ra hai bên, quay ra hai cột đây. Đấy, cột đấy. Bên này nữa. Chúng ta có thể xem thực tế bánh trước bánh sau giữa hai cột đây, cột đây, cột đây, bánh trước bánh sau, bánh sau. Hoặc chúng ta có thể xi nhan nhìn bên phải cột, bên trái cột, rất tiện đúng không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một đoạn video về ghi hình. Camera có chức năng ghi hình, ghi bằng 4 hướng: ghi hình cam trước, ghi hình cam sau, ghi hình cam lề trái và ghi hình cam lề phải. Đây, mình sẽ độ an toàn, mình cho các bạn xem ghi hình. Đây, chúng ta đỗ vạch lốp ở đâu thì lốp sẽ nằm ở đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là lốp đang nằm trên đường số trắng này, thì tương ứng vạch lốp cũng sẽ nằm ở đây, rất rõ ràng và chi tiết. Bây giờ mình cho các bạn xem chức năng chức năng. Thì chúng ta có một cái ổ cứng. Xem chức năng ghi hình thì chúng ta chọn OK. Chúng ta kiểm tra lại danh sách video. Đây các bạn nhìn thấy 2019-1004 là ngày 4/10/2019, thời gian là 11:05. L là bánh bên tay trái, camera bên tay trái. Để cho các bạn xem. Đấy. Chúng ta vừa đi qua cái đoạn có cái cột sắt bảo vệ. Đấy, đều được ghi lại hết trong quá trình đi đường. Đấy, chúng ta có thể xem cột bên tay phải. Đây, cột bên tay phải rất rõ ràng, hiển thị chi tiết luôn. Chúng ta có thể xem ở phía trước này, phía trước luôn. Chúng ta có thể xem ở phía sau. Rất rõ ràng, hiển thị chi tiết luôn ạ. Vậy cả 4 hướng đều được ghi lại camera.